Quý khách có nhu cầu đi xe điện vui lòng mua vé tại quầy bán vé trước cổng ra vào. 6 tuổi được miễn phí. Quý khách vui lòng giữ vé cho chiều khứ hồi. Yeah.
Vừa lên những nơi là đi sâu quá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình.